Rồi chào tất cả anh em. Hôm gài mới có được ngày nắng anh em. Nắng cái nước nó giật xuống. Rồi thu rồi đợt rồi thì mình cũng không nhiều. Mình rồi có quay tính quay cho anh em mà mưa quá mình không có quay nữa. Sụp. Cũng y chang đợt trước luôn. Thấy vậy thôi mình cũng không đắp luôn. Để đợt này nó đã yếu rồi mình không để vô dưỡng luôn đây. Chỗ nào cạn chắc bơm nữa thu được như thu. Bể này nó bị xì. Rồi nó bơm nước mình cho nó ăn. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em ha. Thì hổm gài thì mấy anh em cũng đặt cái vấn đề ở chỗ là cái con lươn bố mẹ giờ nó đẻ không anh em. Hổm mình thu thì mình thấy nó đẻ ít á. Thì mấy anh em cũng có hỏi với lại chỗ mấy anh em đẻ cũng ít. Mấy anh em hỏi là giá ở cái con lươn bố mẹ bây giờ cho đẻ xuống thì nó đẻ được bao lâu. Thì nếu như mà anh em làm từ đầu năm á, thì anh em nhiều khi mấy anh em thả từ tháng 2 á, thì bắt đầu nó đẻ tới thời gian này nó có thể nó ngưng anh em. Còn mấy anh em nào muốn cho đẻ thêm trong vụ này á, thì vẫn vô mới vẫn đẻ được tới mùa lạnh á. Thì tới nào lạnh thì nó ngưng. Do cái chế độ mình nuôi dỗ nó tốt á, thì nó sẽ đẻ kéo dài anh em. Giống như bầy của thằng Bảo nó ở dưới Bạc Liêu thì nó cũng cho đẻ từ tháng 11. Nhưng mà nó đẻ xong rồi thì qua tới lúc mà vô đợt đẻ thì nó đẻ yếu lại. Đó, thì vô đẻ yếu lại. Thì nói chung thì nó cái thời gian cái nhiệt độ của mình thì nó ổn thì nó sẽ đẻ thôi. Còn nếu mà thời tiết nó lạnh thì nó sẽ ngưng nha nè. Thì mấy anh em thì mình cũng có chia sẻ mấy cái đợt. Mấy năm trước thì mình có làm thì nó vẫn đẻ quanh năm bình thường. Tại vì khi mà mình làm ở đây thì mình thấy là tới tháng 6, từ tháng 6, tháng 7 thì bắt đầu đẻ nhiều. Tháng 4, tháng 6, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì nó đẻ nhiều. Qua tháng 8, tháng 9 thì bắt đầu nó giảm dần. Nếu mà em làm theo vụ ha. Đa số thì nó đẻ chắc tầm khoảng 6 tháng đó nè. 4 đến tháng 4, tháng 10. Nhưng mà cái là mấy anh em để ý là trong cái giai đoạn kiếp sau này á, thì nó đẻ yếu hơn. Nó đẻ yếu lại. Còn mấy anh em làm theo kiểu mà thấy đẻ yếu mấy anh em đổi, nó vẫn đẻ nè. Nó vẫn đẻ bình thường tại nhiệt độ ở trong mình thì nó cũng ổn. Nhiệt độ trong mình thì nó giữ cái mức độ cũng tương đối ổn. Tầm khoảng nhiệt độ nước nó tầm khoảng 25 độ. Nếu mà thời tiết lạnh nó tầm khoảng 20. Nói chung thì lúc đó thì nó đẻ được. Nhưng mà cái cách anh em dưỡng bột thì nó tùy theo mỗi người ha. Tại thời gian lạnh thì dưỡng bột nó hơi hơi yếu. Và cái số lượng nó đẻ cũng không nhiều anh em. Do mình nuôi dỗ tốt hay không tốt thôi ha. Do mình nuôi dỗ tốt hay không tốt. Nó lên trứng ok thì nó sẽ đẻ tốt. Riêng mấy 2 năm trở lại đây thì mình thấy 23, 24 này thì lươn có cái chiều hướng là nó giảm đẻ nè. Nói chung là mấy anh em làm trong nhóm mình cũng thấy là mấy anh em khá nói là đẻ rất là giảm rất là nhiều. Ví dụ như trong cái tháng 4, tháng 6, tháng 7 á, thường thường là lúc đó nó nhiều. Tháng 5, tháng 6, tháng 7 là nó đẻ rộ nhất. Thì nó đẻ trong vòng rộ chắc khoảng 3 tháng, 4 tháng thôi. Thì lên đỉnh đạt đỉnh đó. Nhưng mà năm nay thì mấy anh em thấy rộ trong vòng khoảng 2 tháng, 3 tháng á. Nhưng mà cái là lý do là mình nghĩ là cái thời tiết nó không ủng hộ nên ha. Thời tiết nó không có ủng hộ lên trứng. Thì thứ nhất là năm rồi là nắng kéo dài quá dài. Thì năm nay lại mưa thì mưa quá dài. Riêng mình đó thì mình nhận thấy cái cảm ứng của con lươn đối với cái môi trường thì mấy anh em cũng để ý. Thì năm nay mình sẽ có một cái trận thay đổi thời tiết nữa đó. Thì có thể là mưa ha, sẽ có một cái trận mưa lớn ha. Thì mình cũng nói vậy thôi thì tại vì có cái cảm ứng của con lươn mình cũng thấy cái hoạt động của nó ha.
sức đẻ của nó cũng giảm đó. Sức đẻ cũng giảm rồi, những cái nhiệt độ môi trường mình thấy nó cũng thay đổi ha. Thì anh em làm lâu mấy anh em thấy nó sẽ có, là mình thấy nó có sự biến đổi đó, là mình phát hiện liền. Nó liên tục, nó thay đổi theo từng năm anh em ha. Nhưng mà thấy năm nay 2023 24 này thì nó thay đổi quá rõ rệt nè. Thì mình cũng chẩn đoán vậy thôi. Thì giá lương thì mình có thể nói nó lên, năm rồi thì mình nói giá lương hơi nhóng nhưng mà nó giảm đầu năm anh em, thì cuối năm nó lại lên, lý do là chỗ là cái đợt rồi nắng kéo dài đó anh em, thì năm rồi nó không có đẻ nữa. Thì cho nên là cái nguồn lương giống của mình nó hiếm. Nó hiếm đi, nó yếu, để yếu thì nó ít, thì bán ra cái số lượng không có đủ đủ cầu của người nuôi, thành ra là lúc này thì cái giá lương nó tăng ha, thành ra là dẫn tới lương thịt sau một năm thì nó sẽ không có đủ bán. Thứ hai nữa, chỗ hổm nó thì cái giá nó xuống thấp quá thì bà con mình hay bị bán cái là lương nhỏ, lương nhỏ thì tới lúc này thì không có lương bán, lương lớn để bán, thành ra là cái giá lương nó sẽ đội lên. Và mình cũng tính thì chắc tầm lương nó có thể lên tầm khoảng 130 đến 140 anh em. Thì lúc này anh em là có lương thì mấy anh em nuôi thì nó đạt tỷ trọng thì bán ha. Lúc này thì mình thấy thì nó lên lên 110 mười mấy rồi. Mười mấy thì anh em có lương thì mấy anh em dỗ béo ha. Đặc biệt tới mùa thời tiết lạnh này sắp tới thì lương nó sẽ giá nó cao đó anh em. Giá nó cao lên. Đây thì mình cũng có dự đoán hồi đầu năm cho anh em rồi, có mấy clip trước mình đã có quay, mình cũng nói tại vì cái sức đẻ của con lươn nó giảm thì cái người nuôi cũng không có lương để nuôi, và một số anh em thì cái giá nó xuống thấp quá thì anh em cũng không còn nuôi, cho nên là thiếu hụt cái nguồn nguồn cầu, thiếu hụt cái chọn như là bây giờ là cầu nhiều quá thì nó không có đủ cái cung. Thiếu hụt cái nguồn cung đấy, cho nên là nó dẫn tới cái giá nó cao, giá nó cao. Thì xoay quanh thì nói chung thì mấy cái đó thì nó cung cầu thì anh em cũng nắm, dạng như hàng nào cung nhiều quá thì nó sẽ thấp, còn cầu ca có nhu cầu cao thì giá nó cao thôi, cầu đi chung với cái giá, cầu cao thì giá nó cao rồi. Cung thì số lượng nó lớn quá thì nó dội hàng thì nó phải giá thấp. Ví dụ như bây giờ mấy anh em có lương thì mấy anh em cứ dưỡng ha, mình nghĩ là giá nó sẽ đội lên. Cái này thì nói trước cho anh em nuôi. Và quay lại chỗ là lương thì bây giờ mấy anh em thấy nhiệt độ nó cũng nóng nóng lên đó, thì mấy anh em cứ thả bình thường đó, cũng thả bình thường. Ví dụ như giá đang yếu thì mình có chọn được bầy lươn bố mẹ nào tốt thì mình cứ thả. Gần đây thì mình cũng có nghe thông tin là cho lươn sinh sản nhân tạo nè. Thì sinh sản nhân tạo thì cũng hơi chua nha. Tại vì em nó làm thì nó chọn những con lươn rất là tốt nha. Chọn lươn những con lươn nó tới giai đoạn đẻ luôn rồi, để chích để vuốt nè. Chọn cũng hơi khó, nhu cầu cũng hơi khó. Mình cũng có giới thiệu nhưng mà cái là nó chọn khó quá, nó không có lấy được nhiều hàng đâu nè. Với lại cái sinh sản, cách sinh sản của nhân tạo thì nó chọn còn những cái con lươn nó đã tới thời kỳ sinh sản, con cái á thì nó mới chích cho đẻ. Bên cạnh đó thì mình cũng thấy là nếu như mà anh em cho đẻ lúc này nó cũng vẫn ok thôi, mình chọn được những bầy lươn tốt, mình liên nó gần đẻ thì mình vẫn chăn đẻ bình thường, thì đẻ vài đợt thì qua năm sau rồi tới lúc ấy thì anh em đổi lại lương lại thì có bình thường thôi. Rồi có một chuyện hiện tại bây giờ thì mình thấy ở trên một số cái group ha, một số cái anh fan nuôi lương rồi đó. Chung thì ngày xưa thì mấy anh em đi bán thịt thì mấy anh em đi kiếm lái. Lái rồi bây giờ, còn bây giờ thì lương có thì lái đăng lên mua. Thì giá lương lên thì giá lương khan hiếm mà lái nhiều cũng đi kiếm nè.
À, đi kiếm nó có sự ngược. Mấy năm trước thì mình thấy toàn là người nuôi đăng lên thôi, lái nó không có đi kiếm. Nhưng mà giờ lái là đi kiếm, người nuôi lại đưa số điện thoại để nó tự liên hệ. Thấy có sự nói ngược nhau ha. Hổm gà thì nguồn giống khan hiếm thì có một số chạy lương. Cái này thì mình nói chung chung thôi ha, anh em đụng chạm neo nào thì có gì anh em thông cảm. Tại vì nếu mà đã làm một cái chạy giống thì anh phải sản xuất nha. Còn bây giờ anh có chạy giống mà anh làm không ra giống mà anh đi lấy giống về nương á, thì cái đó bằng kêu lái chứ không phải là chạy nè. Cái đó kêu bằng lái giống. Nó giờ chạy liên kết với mấy chạy mấy tỉnh khác thì cái đó là dạng như mình buôn qua mình bán lại thôi, mua bán lại thôi. Rõ như là nó làm cho cái giá thị trường nó đội đầu giá con giống lên nè. À, đội lên rất nhiều. Nói chung thì người làm giống thì người ta vẫn vẫn thích cái nhiều đó, tại vì người ta bán người ta buông đuôi mà. Làm chạy giống người ta bán người ta buông đuôi nó cũng khỏe. Còn cái ông mua thì ông về, ông sang ngang thôi, ông cũng khỏe, ông cũng lấy lời luôn, mấy phần trăm giống. Rồi một cái nữa là nếu mà anh em chạy mấy anh em mua bột thì mấy anh em ương thì nó bình thường đúng không? Nó thuần được nhiều cái. Còn bây giờ mấy anh em lấy giống về mang bán, lấy ba bốn chạy về rồi về gom về đó mấy anh em chuyển, nhiều khi nhập về nhiễm bệnh với nhau rồi sau này mấy anh em nuôi cũng khó ha. Thì mình cũng nói chung chung vậy thôi, thì mấy anh em làm thì mấy anh em sẽ biết những cái khó khăn đó. Mình thì mình chia sẻ một số cái nào đó mình thấy nó hợp lý cho anh em thôi. Còn ở đây mình làm thì năm nay cái đợt này thì nó đã yếu lên, không phải riêng mình, nó cả nhiều anh em lắm, ở chỗ rất lớn thu mười mấy 20 ngàn. Còn chỗ thì nói chung là làm cũng vài chục hồ cả trăm hồ cũng thu ít vài ký trứng, gom rất là nhiều. Mấy anh em mấy chỗ mà bán ngày mấy chục ngàn thì người ta toàn là liên kết với gom không đó anh em. Còn bắt bột về ương thì mình thấy mấy anh em làm bắt bột ương thì mấy anh em làm có tâm hơn, còn mấy anh em đi lấy giống rồi bán lại cho người khác đó, thì mấy anh em đó làm gì qua tay chỗ đó, mấy anh em làm nữa sau này người nuôi người ta bệnh người ta nhiễm nhiều á. Thì mấy anh em ương bột thì mấy anh em mới thuần được, biết được cái con lươn mình như thế nào để mình có cái hướng để mình xử lý. Còn chuyển qua chuyển lại đó, dạng đó là dạng dạng cò dạng lái thì mấy anh em đó thì mấy anh em làm đó, thì mình người ta kiếm lời thì mình cũng ok thôi, nhưng mà cái là làm thì mình cũng phải xem bảo kê cho người nuôi cho nó ổn. Mình cũng chia sẻ vậy thôi, có mấy cái, nhất là cái lươn đẻ trong thời gian này thì mình nói là vẫn đẻ nè, mấy anh em cứ thay đổi lươn mới bình thường thôi. Cái thứ hai là cái chỗ mà chạy giống mình làm lấy cái bột thì mình ương thì mình nói là cũng được, mình ương mua bột thì mình ương mình cũng làm chả chạy, nhưng mà cái này mình đi lái mình nói mình ương. Và cái nhận định thời tiết anh em thì anh em làm mà mình muốn tâm sự với anh em về cái thời tiết để có anh em có sự trao đổi, thì dạng như thời tiết nó sẽ có sự biến đổi biến động lớn á. Năm nay là thời tiết nó có thể nguồn nước nó sẽ dâng cao, mưa em miền Nam mình sao cơ thể nước nó sẽ cao á, nhận định vậy thôi. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em ha. Rồi chào tất cả anh em ha.